Con xuống con. Có hai đâu có mấy người à? Rồi rồi rồi. Đợi mình mời sắp qua rồi là đi luôn. Ôi hết nước này sao chú bỏ vô hả chú? Hả? Không sao đâu, cá này nó không có màu đâu. Con kính chào Di Đà Phật. Ồ, à Di Đà Phật. Mà bữa nay thấy tôi đẹp trai không? Đẹp. Dạ, đẹp. Ờ, hôm nay nhậu đẹp, đẹp trai. Cho lên 2-3 lần nha. Không qua nhậu đâu. Dạ dạ dạ. Dạ nghe. Dạ. Dạ gì đó Phật. Dạ ba. Ba hộ cũng cọc. Có món nào ăn chay được không? Dạ Tết thì bé tụi con bán thêm củ kiệu với cà pháo, kim chi. Dạ qua kìa đó. Xuống đây đi còn biết cảnh xử rồi. Hả? Ông hai cái anh này anh đi riêng. Hôm nay không có khăn kia không? Vô ngoại mới leo lên được. Kìa. Cá nó sao? Cá lắm được.
bệnh dịch này. Gì vậy? Hôm qua để cho nhà chạy rồi hả? Chạy có sao không? Có cái nào rồi. Được cái nào rồi? Có rồi. Vui nào hả? Chia sẻ đi ạ. Chia sẻ. Dạ thì chia sẻ đi. Dạ, chia sẻ hoài. Không cha. Để người nào chia sẻ tốt thì để. Người nào cầm đầu đầu nhóm, trưởng nhóm mình ý kiến chỉ có theo định bị đông bị đan thôi. Có bao nhiêu tài trợ bóng xanh nhiêu. Đây là trưởng nhóm thôi. Đâu, còn ai cũng chia sẻ bóng, không ạ? Bóng xanh để cầu quốc thái dân an, bệnh dịch tiêu trừ, Covid nó mau chấm hết qua thời gian, nhân dân no ấm, sinh hoạt bình thường trở lại, thế giới đẩy lùi Covid nha. Còn quý Bồ Tát nào muốn chia sẻ không ạ? Cái gì thôi. Phụng chia sẻ đi Phụng. Nào nhóm chúng em cũng có đi phóng sanh. À, quý vị nào mà có muốn phát tâm phóng sanh á thì liên hệ với nhóm chúng em sẽ là người chủ đoàn dẫn đi phóng sanh để đem những công đức những việc thiện lành này tốt lành này đem đến để cầu nguyện cho đem đến cầu nguyện phóng sanh. Phóng sanh ngày hôm nay là để cho mà bệnh dịch được tiêu trừ, Covid là tiêu trừ nhất rồi, xong rồi đem cái nhóm chúng mày hướng tinh thần hấp tới cho thế giới hòa bình và chúng sanh an lành. A di đà Phật. Đừng đi với người lạ nha, ai đâu rồi. Mất cái nào tụi nha. Cái nào phải về mò, từ ấy cái đó mà. Chúc cả đoàn dẫn sự nhí, gia đạo bình an, tâm nghĩ sự thành, ai gì đâu. Yeah.
không phải thả thả mấy trái lên. Đi lại đi A Di Đà Phật. Mỏi gì vậy? Mỏi cái neo gớt rồi. A Di Đà Phật.